Leroy của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh bị lộ. Cư dân mạng, đây có phải là tình bạn cổ tích? Bức ảnh Polaroid giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức bị lộ. Hai người mỉm cười thân mật, thật đáng ghen tị. Khoảnh khắc ngọt ngào này khiến người ta dường như thấy được tình bạn sâu sắc và sự thấu hiểu của họ. Được biết, Lâm Canh Tân gần đây đã đăng một bức ảnh Polaroid với Triệu Lệ Dĩnh lên mạng xã hội. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Mọi người đã xem và để lại tin nhắn thảo luận, và sự chú ý không ngừng tăng cao. Được biết, trong tiệc mừng bộ phim cổ trang Walking with the Phoenix, bức ảnh thân mật của hai diễn viên chính đã bị lộ. Trong ảnh, cả hai nở nụ cười rạng rỡ, như thể cả thế giới trở nên rạng ngời và ấm áp vì tình bạn sâu đậm của họ. Bức ảnh này tiết lộ tình bạn sâu sắc của hai diễn viên trong quá trình quay phim. Cả hai có sự hiểu biết ngầm về nhau trong vở kịch và họ nói về mọi thứ ngoài vở kịch. Họ đã trở thành bạn thân của nhau. Được biết, trên trường quay, các cặp đôi trên màn ảnh thường cùng nhau suy ngẫm về kịch bản và trao đổi kỹ năng diễn xuất. Thỉnh thoảng, họ cũng sẽ cùng nhau nếm thử đồ ăn của thủy thủ đoàn và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có. Bức ảnh Polaroid này không chỉ ghi lại khoảnh khắc hợp tác giữa hai người mà còn nêu bật tình bạn sâu sắc của họ. Cư dân mạng lần lượt để lại tin nhắn đầy ghen tị, nói rằng họ cũng muốn có một tình bạn đẹp như vậy khiến người ta khao khát. Tình bạn trong làng giải trí thật đáng ghen tị. Lần này, tình bạn giữa hai người nổi tiếng lại được mọi người nhắc đến. Họ không chỉ tương tác thường xuyên mà còn bày tỏ mong muốn được hợp tác lần nữa. Thật thú vị, mặc dù Đi Cùng Phượng Hoàng đã kết thúc, nhưng tình bạn giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh giống như tình yêu còn sót lại trong vở kịch, lâu dài và sâu sắc, như thể nó sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian và sẽ luôn tồn tại. Trong lòng khán giả, trước ống kính, họ trình diễn những màn trình diễn hấp dẫn, đằng sau ống kính, họ truyền tải tình bạn chân thành, khiến khán giả cảm nhận được sự ấm áp và thấu hiểu giữa họ. Thật sự rất thú vị cả trong lẫn ngoài chương trình. Chứng kiến sự hợp tác ngầm như vậy giữa những đối tác vàng này, nhiều cư dân mạng không khỏi phấn khích và bày tỏ hy vọng họ sẽ hợp tác lần nữa để mang đến cho chúng ta những bộ phim truyền hình mới hấp dẫn hơn. Tôi nghe nói kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của hai nhân vật nổi tiếng này đều là đỉnh cao, khả năng thấu hiểu ngầm của họ là không gì sánh bằng. Nếu có thể hợp lực lần nữa, họ chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc nghe nhìn tuyệt vời. Những kỳ vọng nằm ngoài bảng xếp hạng, tôi nghe nói một số cư dân mạng nói rằng mặc dù rất mong chờ hai người hợp tác lần nữa nhưng họ vẫn phải tôn trọng lựa chọn cá nhân của mình. Suy cho cùng, mọi người đều sống theo nhịp độ riêng của mình, phải không? Hy vọng tất cả họ đều có một thời gian vui vẻ. Được biết, với tư cách là một diễn viên, bạn luôn cần phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không ngừng đối mặt với thử thách của những vai diễn mới, dùng sức lực của mình để diễn xuất những tác phẩm tuyệt vời hơn nhằm đáp lại sự yêu mến và kỳ vọng của khán giả. Có thông tin cho rằng, nếu hai diễn viên có thể tìm được những vai diễn kiệt tác phù hợp hơn với đặc điểm riêng của mình thì chắc chắn sự nghiệp diễn xuất của họ sẽ đạt đến tầm cao hơn và mở ra những khoảnh khắc vinh quang chói sáng hơn nữa. Gần đây, cư dân mạng đã tạo ra một làn sóng bình luận hài hước, đủ kiểu trả lời thần thánh nối tiếp nhau xuất hiện khiến mọi người bật cười. Từ việc chế nhạo người nổi tiếng đến phàn nàn về các hiện tượng xã hội, cư dân mạng đã sử dụng sự hài hước để thể hiện quan điểm độc đáo của mình, khiến mọi người bật cười. Dưới bức ảnh Polaroid này, bình luận của cư dân mạng rất sôi nổi. Có người nói đùa, có vẻ như tình bạn giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh còn bền chặt hơn cả Thẩm Ly và Hình Chí trong phim. Thật sự đáng ghen tị cả trong lẫn ngoài màn ảnh. Trong xu hướng hoài cổ của làng giải trí, bức ảnh này dường như đã mở ra cánh cửa thời gian, khiến nhiều cư dân mạng phải thốt lên, dường như tôi đã trở về tuổi thơ, giúp vào trước máy dán ảnh cùng những người bạn thân nhất của mình. Sự hồn nhiên và niềm vui thật sảng khoái, thật đáng nhớ.
những thay đổi trong làng giải trí thực sự chóng mặt. Những bình luận của cư dân mạng cũng rất sôi nổi. Một số cư dân mạng nói đùa, nhìn bức ảnh này, tôi như được quay về thời thơ ấu và chơi trò, giả vờ là một gia đình. Có phải Lâm Canh Tơ và Triệu Lệ Dĩnh đang dự định thành lập gia đình ánh sao? Có thông tin cho rằng bức ảnh này thực sự đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Tất cả đều cho rằng đây không phải là miêu tả tình nhân thời thơ ấu, sao? Có vẻ như cặp đôi trên màn ảnh Lâm Canh Tơ và Triệu Lệ Dĩnh giờ đã trở thành những người bạn thời thơ ấu ngoài đời thực, thật ngọt ngào. Gần đây, trong làng giải trí đã có những cuộc thảo luận sôi nổi, ranh giới mong manh giữa tình bạn và sự hợp tác đã trở thành chủ đề nóng. Một số người cho rằng cả hai bổ sung cho nhau, trong khi những người khác cho rằng ranh giới bị xóa nhòa và có thể dễ dàng dẫn đến hiểu lầm. Mức độ của điều này thực sự đáng để chúng ta thảo luận sâu sắc. Bức ảnh Polaroid này của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh chỉ đơn giản là minh chứng cho tình bạn. Trong ngành giải trí, sự hiểu biết ngầm và thân mật giữa cả hai không chỉ thể hiện tình bạn sâu sắc mà còn truyền cảm hứng cho cư dân mạng bàn luận về tình bạn và sự hợp tác giữa các diễn viên. Thật đáng ghen tị, trong làng giải trí, một số người thừa nhận tình bạn giữa các diễn viên chính là nền tảng để họ hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tiến bước trong công việc. Chỉ có tình bạn sâu sắc mới có thể có được sự hiểu biết ngầm và hết lòng tận tâm khi làm việc cùng nhau, mang lại trải nghiệm xem phim tốt hơn cho khán giả. Như chúng ta đã biết, tình bạn sâu sắc này không chỉ mang đến nhiều cộng hưởng cảm xúc hơn cho khán giả mà còn khiến họ càng yêu mến tác phẩm của hai diễn viên hơn bởi những sự trao đổi tình cảm chân thành rõ ràng và cảm động trước ống kính. Tuy nhiên, một số người trong ngành cảm thấy tình bạn giữa các diễn viên vẫn cần phải đo lường hơn một chút. Suy cho cùng, họ phải không ngừng bứt phá bản thân và thử sức với những vai trò, tác phẩm mới. Nếu tình bạn quá bền chặt, nó có thể cản trở việc tạo hình nhân vật và diễn xuất. Được biết, các chuyên gia trong ngành đã nhắc nhở rằng dù tình bạn có sâu sắc nhưng nếu vì tình cảm con người mà bỏ qua những sai sót trong hợp tác, e rằng chất lượng tác phẩm và trải nghiệm của khán giả sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Điều này thực sự đáng xấu hổ. Vậy quý độc giả nghĩ sao về sự cân bằng giữa tình bạn và sự hợp tác giữa các diễn viên? Có tình bạn thân thiết như Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh hay nên giữ khoảng cách và tập trung vào công việc? Hãy đến và nói chuyện thoải mái trong khu vực bình luận và chia sẻ ý kiến của bạn.